Phu nhân, chị phải giúp tôi là chị tuyển vào. Xem bây giờ cậu là dáng vẻ gì, gặp phải chút chuyện, liền không bình tĩnh nổi. Bây giờ không phải còn chưa xảy ra chuyện sao? Lục Vũ Đồng, hôm nay nhìn thấy cô ta vào phòng kế toán, nếu không phải tôi đem sổ sách thật không đặt ở đó, hôm nay tôi xong đời rồi. Còn không phải đồ phế vật anh, ngay cả kẻ ngốc thiểu năng cũng không trông được. Bây giờ cô ấy không ngốc, tôi tận tay nghe thấy cô ta nói. Cô ta khỏe hơn không ít rồi. Tính ra nó ra ngoài ở cũng 2 tháng rồi, chắc không phải hiệu quả của thuốc giảm rồi. Mẹ, vậy phải nhanh bắt cô ta về. Đừng vội, để mẹ nghĩ xem. Tôi không tin. Con có thể để tiểu tiện nhân đó giờ được trò gì không thành. Còn có Đặng Ngọc Linh kia, con mụ già đó không phải đèn cạn dầu. Bây giờ bà ta ở phòng hậu cần, lại không tiếp xúc được cái gì. Cậu sợ bà ta làm gì? Ngộ nhỡ trong tay bà ta có chứng cứ gì thì sao? Chứng cứ chỉ có người sống nói mới có thể gọi là chứng cứ. Ý của chị là một người già cô đơn không con cái, cậu nói nếu bà ta chết rồi sẽ thế nào? Chị ơi, chị cũng mới đến công ty chưa được mấy ngày, chị không quen thuộc với công ty, em đưa chị đi xem nhé. Bớt khiến tôi ghê tởm. Lần trước cô gọi thân mật như vậy còn là ở trong rượu của tôi. Bỏ thuốc. Chị ơi, chị nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Nghe không hiểu thì bỏ đi. Tôi không nói chuyện với kẻ thiểu năng. Chị ơi, hôm nay cũng là ý của bố. Bố nói nếu chị muốn đến công ty làm việc, vậy thì tìm một chức vị, rèn luyện thật tốt. Thế sao? Vậy phải thay tôi. Cảm ơn ông ấy thật tốt. Tất nhiên rồi. Chị ơi, văn phòng đã sắp xếp xong cho chị rồi. Đi thôi. Chị ơi, đây chính văn phòng của chị. Chị ơi, cửa sao không mở ra được rồi? Chị ơi, đây chính là văn phòng của chị. Chị ơi, cửa này sao không mở ra được rồi? Chị đợi một chút, em tìm người mở cho chị. Mỗi lần đều là thủ đoạn này. Cô ta cũng dùng không chán. Chị ơi, chị không sao chứ? Cô là chỉ mong sao tôi có chuyện à? Chị ơi, sao chị có thể nghĩ như vậy? Em cũng không biết cửa này bị hỏng. Chị ơi, em đổi một phòng khác cho chị nhé. Anh cảm thấy tôi rất dễ lừa gạt đúng không? Nào dám lừa gạt cô. Ngay cả số lượng tồn kho cũng không rõ ràng. Anh bán đồ cho ai? Hậu cần chính là như vậy. Chúng tôi cũng rất khó xử. Được. Không ngờ, Lục Thị nuôi một kẻ trộm nhiều năm như vậy. Cứ ăn cây táo, rào cây sung. Không ngờ, Lục Thị nuôi một kẻ trộm nhiều năm như vậy. Thứ ăn cây táo, rào cây sung. Đại tiểu thư, cô đến vừa đúng lúc. Bà già không cần mặt mũi này. Trộm đồ của công ty, mang ra ngoài bán. Đại tiểu thư, xin cô tin tôi. Thật sự không phải tôi. Đừng dùng đôi tay bẩn của bà đụng vào đại tiểu thư. Đại tiểu thư, cô yên tâm. Bây giờ tôi sẽ vứt mụ già này ra ngoài. Chắc không phải bà ấy đâu. Kế toán của công ty đối chiếu với sổ sách không khớp. Ngày lô hàng mới nhất nhập vào chỉ có 80 vạn hàng, không cánh mà bay. Ngày đó chính là bà ấy trực. Đúng thế, ở công ty nhiều năm như vậy, không biết trộm bao nhiêu thứ rồi. Đúng thế. Uổng công tôi tin tưởng bà. Thật sự không phải tôi. Tôi bị oan. Không bằng thế này, chúng ta giao bà ấy cho cảnh sát đi. Báo cảnh sát thì không cần đâu. Đại tiểu thư thế nào? Không phải anh nhao nhao muốn biểu dương chính nghĩa sao? Đây. Công ty có kẻ trộm, chuyển ra ngoài không dễ nghe. Nhiệm tình bà ở công ty nhiều năm như vậy rồi, tự cút đi. Bù lại khoản thiếu hụt trong sổ sách công ty cho tôi, đưa ra ngoài cho tôi. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Tôi là bị oan. Thật sự không phải tôi. Thật sự khiến cô chê cười rồi. Đại tiểu thư. Nào có. Giám đốc Tôn thật sự là mạnh mẽ vang dội. Đó là tất nhiên. Ngày kia còn có một buổi gọi thầu, còn phải phiền đại tiểu thư ra mặt. Được.
Các người làm gì? Giám đốc Tôn, giám đốc Lưu, xin chào, trợ lý mới đến. Dáng người không tồi. Da này đúng là... À, đau, đau. Đồ đàn bà thối. À, Mộ Thiếu. Giám đốc Lưu, anh hiểu nhầm rồi, vị này không phải. Trợ lý gì của tôi? Đây là con gái lớn của Lục Tổng, hôm nay đến cùng tôi, là cùng giám sát, là thế này à? Là tôi mạo phạm rồi. Mong Lục đại tiểu thư đừng trách tội. Tưởng quyến rũ được Mộ Thiêu thì ghê gớm lắm rồi. Thứ không biết trời cao đất dày, cũng không xem Mộ Thừa Quân có thể để cô ta vào cửa lớn Mộ ra. Yên tâm, cô ta tùy tiện, không được bao lâu đâu. Buổi đấu thầu chính thức bắt đầu. Sao có thể? Xong rồi, xong rồi. Lần này thật sự là xong rồi. Phải tra đến cùng. Tài liệu đấu thầy bị lộ là vấn đề lớn. Đúng, phải tìm ra nội gián. Giám đốc Tôn, chuyện này vẫn luôn do anh phụ trách. Anh không giải thích một chút sao? Tài liệu đấu thầu này chỉ có đại tiểu thư xem qua. Lục Vũ Đồng, đồ nghiệp chướng. Đồ nghiệp chướng. Giải thích cũng không để tôi giải thích. Ông liền chắc chắn là tôi làm. Hừ, không phải mày còn là ai? Người ta đều nói rồi, mày tốn hết tâm cơ chen vào công ty, không phải vì chuyện này sao? Nói rồi, nói cái gì? Anh ta có chứng cứ sao? Hừ, tao thấy. Mày không thấy hoàng hà, không chết tâm. Tiểu Tôn, cậu liền trực tiếp nói đi, chính là đại tiểu thư. Tôi thấy cô ấy lẻn vào văn phòng cất tài liệu đấu thầu. À, hóa ra là đợi tôi ở đây. Hừ, tao xem mày còn ngụy biện thế nào. Ngày đó là Lục Lâm đưa tôi đến. Rốt cuộc là chuyện gì? Lục Tổng vẫn là hỏi Lục Lâm đi. Chị ơi, chị làm vì sao lại đổ lên người em? Em chưa từng thấy qua thứ đồ như tài liệu đấu thầu. Ồ, thế sao? Vậy ngày đó vì sao? Cô vừa hay dẫn tôi vào văn phòng để tài liệu đấu thầu, sau đó lại vừa hay khóa cửa lại. Chị ơi, chị nói bậy cái gì? Em lúc nào đưa chị vào văn phòng, mày đừng càng quấy nữa. Đây là gia nghiệp của mẹ mày. Mày đối với bà ấy như vậy, ông cũng biết là công ty mẹ tôi để lại. Vậy có người ở công ty trộm tiền, ông từng quản không? Hừ, mày lại ở đây bậy bạ cái gì? Đầu tiên là sỉ nhục em gái mày, bây giờ lại ở đây nhắc đến mấy thứ vô dụng. Có phải bậy bạ không? Lục Tổng tra một chút liền biết. Vào đi. Đừng kéo tôi. Buông ra, buông ra. Xin lỗi, Lục Tổng. Họ cứ đòi vào. Tôi thực sự không cản được bà ấy. Sao có thể? Thế nào? Tôi không chết. Cô Lục có phải rất thất vọng không? Để cô Lục thất vọng rồi. Tôi còn sống. Nói bậy cái gì? Tối ngày tài liệu đấu thầu bị trộm, trong tài khoản của giám đốc Tôn đột nhiên có một khoản tiền lớn vừa hay đến từ giám đốc Lưu. Anh giải thích thế nào? Khoản tiền? Khoản tiền gì? Tôi không biết, tôi chưa từng thấy. Là sao kê? Cảnh sát kéo ra. Chẳng lẽ anh muốn nói cảnh sát cũng vu cáo anh sao? Có người tố cáo ở đây, có người tình nghi vi phạm kinh tế, mời đi cùng chúng tôi. Không phải, không phải, không phải. Chị Tú Cầm, chị phải cứu tôi. Chị Tú Cầm, cậu tìm tôi làm gì? Chuyện cậu tự làm. Bây giờ cậu có tác dụng gì? Chị Tú Cầm, tất cả tôi đều là vì chị. Cậu bớt ăn nói lung tung ở đây, giống như con chó điên cắn loạn. Cậu bớt ăn nói lung tung ở đây, giống như con chó điên cắn loạn. Cảnh sát, người này, các anh nên tra nghiêm. Chị Tú Cầm, tất cả tôi làm đều là vì chị. Ừ, bà nói rõ ràng cho tôi. Ông đây là làm gì? Hả? Cậu ta bịa đặt lung tung.
ông cũng tin à? Được lắm Lục Quốc Phú. Tôi theo ông nhiều năm như vậy, ông lại đối với tôi NVKH vậy. Đi, chúng tôi nhận được tố cáo là hai người tình nghi vi phạm kinh tế. Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Anh có ý gì? Tôi là phu nhân tổng tài, là bà chủ của Lục Thị, có liên quan gì với tôi? Mời bà phối hợp điều tra. Dì đừng vội. Không có đủ chứng cứ. Sao tôi có thể tìm cảnh sát đến bắt bà chứ? Cô, đây là sao kê tài khoản nhiều năm này của bà và giám đốc Tôn. Bây giờ bà còn có gì để giải thích? Lục Vũ Đồng, đồ điên, đồ điên. Lục Vũ Đồng, rốt cuộc chị muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Không phải rõ ràng dễ thấy sao? Tôi muốn các người trả lại tất cả những gì các người nợ tôi. Nhìn thấy bây giờ con tốt như vậy, mẹ cũng yên tâm rồi. Mẹ nuôi, mẹ uống trà. Con chưa cảm ơn con. Nếu không phải người của con âm thầm bảo vệ mẹ, sợ là bây giờ mẹ đã là một cỗ thi thể dưới đáy hồ rồi. Nên làm. May mà giữ một tay lại trước. Nếu không bây giờ nghĩ đến, thật sự là sợ. Hơn nữa chỉ là như vậy, còn chưa lật đổ được bà ta, anh sẽ sắp xếp người khiến bà ta ở trong đó thêm 2 ngày. Không sao, mẹ điều tra. Không chỉ là những thứ này, ít nhất khiến bà ta tạm thời rời khỏi công ty, sau đó chúng ta tiện thi triển rồi. Mẹ nuôi, ngày mai con sẽ sắp xếp mẹ vào công ty. Đập đi. Đổi cái mới cho em. Ây ia, đừng quay nữa. Con không chê phiền. Bố còn chê phiền đây. Bố, Lục Vũ Đồng làm ra loại chuyện này, liền trốn trong nhà mộ Sùng Quang. Bố chỉ nhìn như vậy sao? Chuyện mẹ con rốt cuộc là chuyện gì? Bố, bố không tin mẹ con. Đây đều là chuyện tiểu tiện nhân kia làm ra. Đầu óc của nó, con còn không rõ. Có thể thông minh như vậy. Phải. Cô ta là không có đầu óc, nhưng mộ Sùng Quang có. Cô ta dỗ mộ Sùng Quang xoay quanh. Cô ta chuyện gì không làm ra được. Bố, bố xem. Bố xem bây giờ cô ta khiến mẹ như vậy, còn có mặt của con. Không chừng, không chừng sau này còn cưỡi lên đầu bố. Nó còn chưa có bản lĩnh này. Đây chính là danh sách điều động nhân viên mới. Các vị còn dị nghị không? Không có. Vậy thì tan họp. Khoan đã. Khoe uy phong đủ rồi phải không? Không có. Tôi còn phải tiếp tục khoe. Bây giờ tao không quản được mày rồi. Hôm nay mày phải về nhà. Nghe thấy chưa? Không nghe thấy. Tôi điếc. Nghiệp chướng. Ngày mai chính là ngày giỗ của mẹ mày. Mày ngay cả mẹ mày cũng không quản sao? May mà ông vẫn còn nhớ ngày này. Ông đúng là khiến tôi bất ngờ. Phòng trước kia của con dột nước. Hôm nay ở phòng nhỏ phía đông đi. Tôi là đến tảo mộ cho mẹ tôi. Ở trong viện là được. Tùy con. Đau mắt, móc ra là được rồi. Bố, đừng đập nữa. Ông làm gì? Hừ, làm gì? Xem dáng vẻ bây giờ của mày, ngông cuồng tự đại. Trong mắt không có người lớn. Ở trong đó cho tao tự kiểm điểm. Hừ,
Làm gì? Xem dáng vẻ bây giờ của mày. Ngông cuồng tự đại, trong mắt không có người lớn, ở trong đó cho tao, tự kiểm điểm, kiểm điểm. Tôi kiểm điểm cái gì? Tôi đem sâu mọt của công ty, đuổi đi rồi có gì không đúng sao, nghiệp chướng không biết hối cải. Hừ, ngoan ngoãn ở trong đó, cho tao. Ông mở cửa. Đi tới đi lui vẫn là mấy mở kịch đó, cũng không thấy ngấy. Nhớ trước kia dì nhỏ luôn ở đây, không biết làm những gì, không cho mình vào. Bây giờ lại dám đem mình nhốt ở đây. Dì nhỏ, ai cho phép mày vào, cút ra ngoài. Dì nhỏ, ai cho mày vào, cút ra ngoài. Ây ia. Lén lén lút lút làm gì? Liên quan gì đến cô? Tất nhiên liên quan đến tôi rồi. Nếu cô chết ở trong này, đến lúc đó đều đổ lên người tôi. Được, bố bảo tôi đưa cơm cho cô. Theo tôi thấy, không bằng để đói chết cô là xong. Vậy cô lấy đi đi. Ai thèm? Thích ăn hay không thì tùy. Cô đó, cứ ở trong phòng này đi. Độc tố sư huynh nói. Sẽ là cái này sao? Tiện nhân, không biết làm gì ở đó. Lại làm sao rồi, bố? Lục Vũ Đồng ở trong phòng, lén lén lút lút, không phải ở trong phòng, còn để cái gì chứ? Ai? Phòng cũ đó có thể để lại cái gì? Mẹ con không phải nói, đều dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Bây giờ đột nhiên không liên lạc được với mẹ, trong lòng con luôn ảm thấy kỳ lạ. Nếu không yên tâm như vậy, đi thăm không phải được rồi. Ai đó, đòi mạng à? Gõ cửa như vậy. Cậu. Cậu. Cậu đây là tự ý xông vào nhà riêng. Vũ Đồng đâu? Giao ra đây cho tôi. Hừ. Vũ Đồng, hỏi tôi làm gì? Nó không phải ở cùng cậu sao? Đúng thế. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ chị ấy cũng không biết là lăn lộn cùng gã đàn ông nào, thứ không cần mặt mũi này. Đúng là gia môn bất hạnh. Bố bớt giận. Đầu óc chị không tốt, có lẽ là lại phát bệnh rồi. Bố. Diễn tiếp đi. Cái gì? Thế nào, cậu muốn xông vào sao? Nếu không phục, ông có thể báo cảnh sát thử xem. Hừ, bớt ở đây lừa tôi.
Lục Vũ Đồng là con gái của tôi. Cho dù nó ở đây thì thế nào? Thế nào? Ông có thể thử xem, bố ơi. Bỏ đi, Mộ Sùng Quang cũng là một tên điên, chuyện gì cũng làm ra được. Tránh ra. Vũ Đồng. Ai làm? Vũ Đồng. Ai làm? Nói. Lục Vũ Đồng, buổi sáng chị còn yên lành. Cô cố ý hãm hại chúng đúng không? Ây ya, đau quá. Đừng sợ, có anh ở đây. Đưa em đi băng bó. Đi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tránh ra. Cậu từ trong nhà tôi cướp con gái tôi đi. Mộ Sùng Quang, trong mắt cậu còn pháp luật không? Bố. Mặc kệ hắn. Xem. Lục Vũ Đồng phát hiện ra gì rồi? Chắc sẽ không. Lục Vũ Đồng cho Mộ Sùng Quang thuốc mê gì? Mộ Sùng Quang đối với cô ta vâng lời răm rắp như vậy. Sùng Quang. Sùng Quang, em không sao, thả em xuống đi. Cẩn thận. Chân không sao chứ? Không sao. Chính là không cẩn thận bị ngã một cái. Không sao thì tốt, lần sau đi xa, nhất định phải nói trước với anh. Sao anh đến nhanh như vậy? Không phải em gửi tin nhắn cho anh sao? Em nhớ em không gửi đi. Anh thấy tin nhắn của em vẫn luôn trong trạng thái nhập chữ, sau đó lại không tìm được em, liền cảm thấy có thể xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Được rồi, chúng ta về nhà. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em muốn đến thăm mộ. Được, anh đi cùng em. Cẩn thận. Vũ Đồng, từ từ, tôi biết ngay cô ở đây. Lúc nãy, không phải còn giả vờ suy yếu sao? Tôi thích thế, cô quản được sao? Cô làm gì? Vũ Đồng, Vũ Đồng. Lục Lâm, Vũ Đồng có chuyện gì? Tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Vũ Đồng. À, mặt của tôi. Vũ Đồng, cố gắng. Vũ Đồng, kiên trì. Không thể vào nữa, có tin tức. Tôi sẽ thông báo cho anh ngay. Đừng lo lắng, tin tưởng tôi, được không? Thế nào? Tạm thời an toàn. Còn phải quan sát thêm một đêm. Cảm ơn anh, nên làm. Đúng rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, không biết phun thứ gì. Nhưng tôi không sao. Vũ Đồng, xảy ra chút vấn đề. Khí độc cô ấy hít vào tương phản với độc tố trong cơ thể cô ấy. Vì thế anh không sao. Cô ấy bị ngất. Nhưng may mắn, lượng cô ấy hít vào không nhiều, nhưng độc tố trong cơ thể cô ấy phải nhanh chóng giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng. Được, nghe theo anh. Tỉnh rồi. Hình như em lại dọa anh rồi. Em quả thực dọa anh rồi. Dọa chết rồi.
sư huynh em đâu? Em tìm anh ta làm gì? Làm sao? Anh ghen rồi. Em phải đưa cho anh ấy cái này. Cẩn thận bỏng. Vũ Đồng. Vũ Đồng, viên con nhộng em mang đến chính là bản mẫu của thuốc độc. Nói như vậy, anh có cách giải độc rồi, không uổng tôi tức mấy đêm làm nghiên cứu, cuối cùng có chút kết quả rồi. Nhưng nghiên cứu tạo ra thuốc giải còn cần chút thời gian, vậy thì vất vả cho sư huynh rồi, vấn đề nhỏ. Anh cũng hy vọng em sớm khỏe lại, mấy ngày nay em ở lại bệnh viện. Đợi đến khi có thuốc giải. Quá tốt rồi. Mẹ, con gái mệnh khổ của mẹ. Mẹ mới vắng mặt mấy ngày, liền dày vò thành thế này. Mẹ, mẹ, mẹ làm thế nào ra được? Ây, con không phải bố tìm người, kéo bà ấy ra, con xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Mẹ có thể không đến thăm con sao? Con, mặt của con, sẽ không mãi như vậy chứ, không thể nào, không thể nào. Con yên tâm, mẹ sẽ đi tìm. Tiểu tiện nhân Lục Vũ Đồng kia, nó muốn chạy như vậy, không có cửa. Hệ thống miễn dịch của bệnh nhân xảy ra vấn đề, nếu muốn trị khỏi, cần cấy tế bào tạo máu. Xin hỏi vị nào là người nhà bệnh nhân? Anh đợi một chút. Tôi lập tức đi tìm chị gái nó, tùy của chị gái nó, có thể phù hợp. Alo, Vũ Đồng, em gái con xảy ra chuyện rồi. Bây giờ con lập tức đến bệnh viện số 2. Alo, Vũ Đồng, em gái con xảy ra chuyện rồi. Bây giờ con lập tức đến bệnh viện số 2, đến bệnh viện. Lục Lâm bị bệnh, liên quan gì với tôi? Tôi nghe không hiểu. Ông đang nói gì? Tạm biệt. Trong mắt họ, em sợ chỉ có tác dụng này thôi. Sao vậy? Mặt của Lục Lâm bị nhiễm nhiều lần. Hệ thống miễn dịch và hệ thống tạo máu mất thăng bằng, muốn em quyên tủy. Nằm mơ giữa ban ngày. Ai nói không phải chứ? Nhưng mặt của cô ta đang yên lành lại làm sao rồi? Trước đó ở chỗ mộ, anh đẩy cô ta một cái. Sẽ không phải đập vào thứ gì rồi chứ? Anh đấy vẫn là không biết thương hương tiếc ngọc như vậy. Anh chỉ thương em. Tao biết ngay mày đang nói dối. Nhanh đi theo tao, hiến tủy cho em gái mày. Buông tay. Nó đã nguy hiểm đến rồi. Tôi không đi. Bây giờ mày ngay cả lời của tao cũng không nghe rồi đúng. Đó là em gái của mày. Chú ơi. Hy Triệt, cháu đến vừa đúng lúc. Cháu xem Vũ Đồng bây giờ thành cái gì rồi. Ngay cả lời của chú cũng không nghe rồi. Vứt bỏ em gái nó mặc kệ. Em gái nó sắp chết rồi. Cháu từng nói rồi, Vũ Đồng là bệnh nhân của cháu. Mời chú quay về đi. Hy Triệt, cháu đây là ý gì? Ý gì? Ý của anh ấy là bảo ông cút nhanh lên. Nghe không hiểu sao? Ý của anh ấy là bảo ông cút nhanh lên. Nghe không hiểu sao? Liên quan gì đến cậu? Vũ Đồng, nhanh đi theo tao, hiến tủy cho em gái mày. Dừng tay. Cháu lúc nãy đã nói rồi, Vũ Đồng là bệnh nhân của cháu. Không có sự cho phép của cháu, bất cứ ai cũng không thể dẫn cô ấy đi hiến máu. Tiêu Hy Triệt, tôi với bố cậu là giao tình bao nhiêu năm rồi, cậu nghĩ kỹ rồi nói chuyện. Chú cũng nói rồi, đó là bố tôi, không phải tôi. Mời. Vũ Đồng, mày thật sự không đi cứu em gái mày? Tôi không đi, đánh chết tôi. 打死都不会再给
tôi cũng không hiến cho Lục Lâm một giọt máu. Huống hồ là hiến tủy. Được, rất được. Mày đợi đấy, xem tao quay về làm thế nào xử lý mày. Bố, Lục Vũ Đồng đâu? Cô ta lúc nào hiến tủy cho con? Bây giờ cánh nó cứng rồi, có hai người đàn ông bảo vệ nó, đúng là tiện nhân. Trèo lên mộ Sùng Quang không được, lại trèo lên ai rồi? Đừng nói nữa, toàn là mấy chuyện phiền lòng. Vậy con làm thế nào? Mặt của con làm thế nào? Con không muốn biến thành xấu xí. Con không muốn biến thành xấu xí. Con không muốn. Có mẹ đây. Có mẹ đây. Mẹ hiến tủy cho con. Mẹ đi hiến tủy cho con. Này, sức khỏe bà cũng không tốt. Vẫn là tôi đi đi. Này, sức khỏe của ông cũng không tốt. Vẫn là để tôi. Ây, cướp cái gì mà cướp? Tôi là chủ gia đình. Tôi quyết định, để tôi. Rất xin lỗi ông Lục, độ phù hợp tủy của ông và bệnh nhân không thành công, mà loại máu cũng không tương thích. Loại máu của bệnh nhân là nhóm máu B, mà của ông là nhóm A. Cái gì? Con gái tôi là nhóm máu B. Đây, sao có thể? Bố. Thế nào? Không phù hợp. Hay là bà đi thử xem? À được. Bố, sao lại không phù hợp? Con à, đây đều là có xác suất. Vậy mẹ có khi nào? Bố xem. Con nói rồi, chỉ có LUC Vũ Đồng có thể. Bố nhanh bắt cô ta về. Bố đi nhanh. Con à, sẽ có cách. Có cách gì? Bố nhanh đi. Bắt Lục Vũ Đồng về. Bố đi nhanh đi. Lục Vũ Đồng, chỉ có cô ta có thể. Bố. Vũ Đồng, đây là cái gì? Xem đi. Trang cuối cùng. Đây, anh lấy từ đâu vậy? Phân viện bên kia không làm xong được, liền giao đến đây. Lúc anh vừa nhìn thấy, cũng rất chấn kinh. Đúng là không ngờ đến. Lần này có kịch hay xem rồi. Xem ra gì nhỏ kia của em, đúng là không phải đèn cạn dầu gì. Xem cái gì? Không có gì. Đưa đây tôi xem. Được lắm. Ông lại nghi ngờ tôi và Lâm Lâm. Họ Lục kia, có ý gì hả? Ồn ào lung tung cái gì? Vậy ông giải thích cho tôi đi. Tôi giải thích. Nên là bà giải thích đấy. Buổi tối tôi còn có vụ làm ăn phải bàn. Không có thời gian dài dòng với bà. Ây ia, lão Tiêu à, ha ha ha, lão Lục, chúng ta lâu rồi không gặp, còn không phải sao, công ty một đống sổ sách loạn lên, lau không xong được. Nào, tôi gọi món anh thích ăn. Ây được, ồ đúng rồi. Con trai tôi bảo tôi, đưa báo cáo này cho anh. Cái gì vậy? Anh lấy từ đâu? À, hôm nay tôi đến bệnh viện, Hi Triệt, vừa lúc in ra. Đây có phải nhầm rồi không? Đây là tài liệu từ hệ thống. Không thể nào sai được, cũng không ai sửa được. Dám lừa tôi. Bà ta vẫn luôn lừa tôi, tiện nhân này. Tôi. Lão LUC, này lão Lục. Lão Lục.
Lão Lục. Lão Lục, ông sao rồi? Bà cút đi cho tôi. Cút ra ngoài cho tôi. Lão Lục, ông thế nào rồi? Bà cút đi cho tôi. Cút ra ngoài cho tôi. Ông đây là làm gì? Làm gì? Bà tự xem. Ai đưa cho ông? Nhất định là Lục Vũ Đồng đưa hả? Đúng không? Cô ta lấy thứ giả. Lừa ông. Ông giả. Tin à? Đây là Lão Tiêu đích thân đưa cho tôi. Lão Tiêu? Ông quên rồi à? Con trai của Lão Tiêu, Tiêu Lục Vũ Đồng, nói không chừng là họ liên hợp lại lừa ông. Lục Vũ Đồng, vì không hiến máu cho Lâm Lâm, vì hại chết Lâm Lâm, nó không chừng có thể làm ra những chuyện gì. Dì nhỏ đúng là họa gì cũng có thể đẩy lên người tôi. Cô đến làm gì? Có loại chuyện cười này. Tôi tất nhiên muốn đích thân xem. Ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện. Có chỗ cho tôi nói chuyện hay không? Nhỉ nhỏ không quyết định được nhỉ? Nếu dì nhỏ luôn miệng nói là giả, vậy chúng ta làm lại một lần. Dì nhỏ, bà dám không? Làm gì là, sợ cái gì? Đây là tóc của Lâm Lâm do tôi bảo quản. Thế nào, bà không dám rồi? Tôi có gì không dám chứ? Tiện nhân, mất hết thể diện. Bà cút đi cho tôi. Con, cứ đi như vậy. Tôi nói rồi, tôi là đến xem chuyện cười. Nếu đã xem hết chuyện cười rồi, phải đi trước rồi. Vũ Đồng, độc tố tích tụ lại, cơ bản đã bị dọn sạch rồi. Sau này em sẽ không phát bệnh nữa. Tốt quá rồi, cảm ơn sư huynh. Nếu không phải em đưa cho anh phương án nghiên cứu chế tạo cũng không có nhanh như vậy. Muốn cảm ơn, vẫn là cảm ơn bản thân em. Con khỏe, mẹ cũng yên tâm rồi. Nếu không, mẹ thật sự không biết làm thế nào đối mặt với mẹ con. Bố không thể không cần con. Bố là Lục Lâm, tự làm tự chịu. Đúng thế, ai nói không phải chứ. Vì thế mẹ nuôi. Vậy bố dục của Lục Lâm rốt cuộc là ai? Mẹ làm sao biết được khi Mã Tú Cầm còn trẻ? Loạn lắm đấy. Nào biết cô ta lăn lộn với ai? Tối nay ăn gì? Anh quyết định. Vậy ăn cơm em nấu. Vũ Đồng, có chuyện gì sao, Chủ tịch Lục? Vào đi, bố có lời muốn nói riêng với con. Đi đi. Đây là cái gì? Chuyển nhượng cổ phần và thư bổ nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Toàn bộ tài sản của bố đều ở đây. Sau này toàn bộ là của con rồi. Toàn bộ tài sản của bố đều ở đây. Sau này toàn bộ là của con rồi. Cổ phần trong tay ông còn không ít. Lần này đều cho con. Còn có công ty cũng giao cho con. Cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai, bố sẽ đích thân tuyên bố tin tức này. Ông có ý gì? Bố già rồi, sức khỏe cũng không tốt.
cái này, sớm muộn cũng phải đưa cho con. Tôi nói này đồng chí Lục Quốc Phú, ông là đang biểu diễn, vở kịch Tình Cha đến muộn sao? Chẳng lẽ con không cần? Tất nhiên tôi muốn, nhưng tôi không hề tha thứ cho ông. Là vì đây là tôi và mẹ tôi, đáng có được, ông nơ tôi. Tôi tuyên bố, Lục Vũ Đồng sẽ tiếp nhận vị trí của tôi, trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn Lục Thị. Đây là thư bổ nhiệm. Hừ. Lục Tổng, tôi thấy ông là già rồi hả? Tưởng bọn tôi là trẻ ngốc lừa đảo. Lão Lục à, ông giao công ty cho một con bé, cô ta sợ là ngay cả một cộng một cũng không đúng thế. Lục Lâm, không phải làm rất tốt sao? Cho dù muốn đổi vị trí cũng phải tìm người có năng lực chứ. Đúng thế. Đủ rồi. Cuộc họp đại cổ đông làm ầm giống như cái chợ. Chú này nói chuyện có phần khó nghe vài thứ. Đầu óc của tôi có tốt hay không tự có bác sĩ đến định đoạt, còn chưa đến lượt chút chuẩn đoán bệnh. Con nhóc cô rốt cuộc muốn làm gì? Con nhà đầu tôi là người nhiều cổ phần nhất, ngồi ở nơi này có thể lấy được vị trí này cũng không chột dạ. Tổng giám đốc không phải nhiều cổ phần liền làm được, rõ ràng làm khống sổ sách hay không, dùng báo cáo cuối năm nói chuyện. Báo cáo cuối năm cô xem hiểu được số liệu bên trong sao? Tôi có xem hiểu không? Không sao cả. Nhưng anh chỉ có nhìn hoa hồng được phân. Cô đây muốn cho chúng tôi đi tàu bay giấy, nói rồng như các người từng làm chuyện nghiêm túc rồi. Nha đầu, cô đừng quá hỗn láo. Một tổng giám đốc như cô có tư cách gì đến hỏi chuyện của cổ đông? Vậy một cổ đông như cô liền có tư cách hỏi đến chuyện của tầng quản lý rồi sao? Cô có ý gì? Chuyện cô nhét họ hàng của mình đến phòng thu mua ăn hoa hồng, cô cho rằng người khác không biết sao? Cô nói bậy. Vậy chỗ danh sách sao kê này, cô giải thích thế nào? Đây là vu cáo hãm hại. Tuyệt đối là vu cáo hãm hại. Có phải vu cáo hãm hại? Cô nói với cảnh sát đi. Vì thế các vị tốt nhất ở công ty an phận thủ thường, tin rằng hoa hồng cuối năm nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời vừa ý. Anh thật sự cho rằng tôi không hiểu gì à? Bớt lấy thứ đồ này đến lừa gạt tôi. Cầm về làm lại. Vâng. Anh cũng bị mắng rồi. Được rồi. Cũng không phải một mình anh. Cô ấy là người mới nhậm chức. Ba bó lửa. Mỗi người đều mắng một lần rồi. Giữ như vậy. Còn không phải. Xem cô ấy giày vò như vậy. Công ty này đủ cho cô ta giày vò mấy ngày. Nói ai đấy? Sao Hàn Thiếu đến đây rồi? Không có gì. Các người lúc nãy nói ai? Không có gì. Đúng không? Chúng ta nhanh đi làm việc đi. Vào. Bảo bối, nhớ anh không? Sao anh ở đây? Đến công ty các em ký hợp đồng, thuận tiện đến thăm em, không bằng Hàn Thiếu sẽ hợp đồng đi. Tôi không muốn hợp tác với anh. Ây, đây là trước kia đã bàn xong hợp tác, hợp đồng đã ký rồi, bây giờ em muốn nuốt lời không kịp rồi. Tặng em. Anh nhớ trước kia em thích hoa hồng đỏ nhất. Cảm ơn, tôi đã không thích nữa rồi. Anh nói cho em biết một bí mật, muốn nghe không? Không muốn. Nhưng anh cứ muốn nói với em. Tối qua anh mơ đến em. Anh mơ đến bãi biển trước kia. Chúng ta cùng nhau đến. Ở đó, chúng ta cùng ngắm biển. Chạy đùa, hôn nhau. Anh đến nay đều đủ rồi. Hàn Thiếu, xin anh tự trọng. Thư ký Lý, tiễn khách. Hàn Thiếu, bởi thích dáng vẻ. Em tức giận, tối mai là tiệc sinh nhật của anh. Nhớ đến nhé.